Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đa Mỹ của Hàn Quốc với tựa đề Khi ngón tay anh chạm vào hơi ấm của em, tên tiếng Anh là The Time of Fee. Hotae đang đứng ngước nhìn bầu trời thì một quả bóng lăn đến chân cậu, đám nhóc tíu tít nhờ cậu chuyền bóng qua cho bọn chúng. Hotae lập tức hòa mình vào đám nhóc năng lượng ngây thơ này mà chơi rất vui. Một cậu bé đã nói cậu không công bằng vì chơi quá giỏi như thế, Hotae liền chỉ vào bộ quần áo đưa tang đang mặc trên người mình nói với đám nhóc, hôm nay là ngày bố cậu rời bỏ thế giới này, rời bỏ cậu thế nên người chịu không công bằng ở đây là cậu mới đúng. Cậu bé không còn hơn thua với Hotae nữa, nhẹ nhàng đặt quả bóng dưới chân cho Hotae tiếp tục chơi để an ủi. Sau khi bố mất, Hotae cùng mẹ rời thành phố trở về quê nhà tìm một người anh rất thân thiết. Hotae không kìm được vui sướng khi gặp anh nên chưa kịp chào người lớn đã lao vào nhà, cậu tìm khắp mọi ngóc ngách căn phòng thân quen nhưng không thấy Đông Hy đâu. Trên bàn học của Đông Hy, đâu đâu cũng thấy sách vở học tập và cả các mô hình khoa học. Hotae đang xem sách, nhìn ra ngoài rào thấy bóng dáng quen thuộc, ngay lập tức cậu chạy ra hùa trêu ông anh dài. Đông Hy bị bất ngờ thì giật bắn mình ngã lăn ra đất, lòi luôn cả cái nết BD ra ngoài. Hình bóng cậu em trai cứ lấp ló sau ánh nắng chiều khiến Đông Hy sững người, có lẽ cậu cũng có cảm tình với cậu em ngang hông của mình chăng? Mặc dù vẫn là dáng vẻ thằng em trai nghịch ngợm đó, vẫn là mỏ hỗn hay trêu anh, nhưng 2 năm đã trôi qua nên cảm giác Đông Hy gặp Hotae không còn nhiệt tình như trước nữa. Anh chỉ chào hỏi qua loa, rồi nói Hotae bây giờ trông lớn hơn trước, sau đó một mình vào nhà. Hotae dường như có chút cảm giác lạ lẫm, đứng lặng khẽ nhìn theo bóng lưng của Đông Hy. Đông Hy vừa trở về nhà đã vội ngồi vào bàn học, bây giờ anh bận bù đầu với học hành. Mẹ Đông Hy nói sẽ sớm chuyển đồ của Đông Hy đi để không phiền nhà Hotae nữa. Mặc dù trường học cũng rất gần đây nhưng gia đình Đông Hy vẫn quyết định chuyển đi vì sợ làm phiền đến nhà Hotae. Mặc dù hai người đã chơi với nhau từ nhỏ và trở nên thân thiết như anh em trong nhà. Mẹ Hotae phải thú nhận, kể từ khi bố Hotae mất, cuộc sống trong nhà cậu gần như vất vả hơn rất nhiều. Mẹ Hotae còn hy vọng Đông Hy sẽ ở lại lâu hơn để làm chỗ dựa dẫm cho Hotae về tinh thần. Tuy nhiên, mẹ của Đông Hy chuẩn bị mở tiệm buôn bán nên sẽ không ở nhà thường xuyên, bà muốn đem Đông Hy về nhà để tiện chăm sóc con hơn. Dẫu sao thì Đông Hy cũng là một học sinh gương mẫu, không chỉ làm chủ tịch hội học sinh mà còn là học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường, là đứa con trai mà mẹ anh rất tự hào. Nghe đến ý định đưa Đông Hy chuẩn bị rời xa mình, Hotae liền cảm thấy không chịu, cậu mang sách vào trong phòng Đông Hy đọc để mon men bắt chuyện tìm lại cảm giác thân thiết ngày xưa. Thế nhưng Đông Hy một chút đoái hoài quan tâm đến sự tồn tại của Hotae cũng không có, bây giờ cậu cũng chỉ có thể im lặng, ngắm nhìn Đông Hy dưới ánh nắng thôi. Hôm sau đến trường nhập học, Hotae còn bị bỏ lại phía sau vì Đông Hy bây giờ đã có bạn khác đến rủ đi cùng. Tâm trạng ủ rũ bao trùm khiến Hotae cảm thấy cô đơn trống vắng không còn như xưa. Ngay ngày đầu chuyển trường, cậu đã bị đàn anh trong đội bơi xem thường. Anh ta nhắc nhở Hotae đừng vì một vài thành tích giành được ở Seoul mà đến đây vênh váo. Đàn anh muốn dạy cho cậu một bài học nhập đội nhớ đời, nhưng vì nghe nói Hotae là em của Đông Hy nên mới bỏ qua cho. Hotae lại không hề thích cái danh xưng em trai của Đông Hy này chút nào, nên khó chịu ra mặt. Buổi tối, Hotae đứng ngóng ngoài sân vườn thấy Đông Hy về, cậu liên tục kiếm chuyện để gây chú ý với anh trai, thậm chí còn không gọi Đông Hy là anh mà coi Đông Hy như bạn đồng trang lứa. Mắng Đông Hy sao nếp chế. Biết được chuyện Đông Hy về muộn là do ở lại trường học tập, Hotae thắc mắc hỏi Đông Hy thực sự là học sinh đứng nhất toàn trường à? Vậy thì cậu cũng không được thua cuộc, phải giành hạng nhất trong lớp thôi. Đông Hy vừa nghe đã buồn cười, vì xưa nay Hotae chỉ chú ý đến bơi lội thôi. Nhân cơ hội này Hotae liền ra điều kiện, nếu như cậu giành hạng nhất trong kỳ thi thử thì Đông Hy phải đến xem trận thi đấu sắp tới của cậu. Đông Hy ban đầu còn chưa chọc, sẽ đến xem bạn cùng lớp thi đấu nếu tiện có thể liếc mắt qua Hotae, sau đó lại bị gương mặt mè nheo tức giận của Hotae làm cho mềm lòng mà đồng ý. Buổi thi đấu diễn ra nhưng kết quả lại không như mong đợi. Hotae trước đây đúng là có một vài thành tích, nhưng ở môi trường mới cậu lại bị tụt lại. Kết thúc trận đấu, Jisoo thấy Đông Hy đứng bên ngoài đợi nên đã rủ Đông Hy cùng đi ăn trưa, nhưng Đông Hy lại từ chối muốn ở lại phòng tập một chút. Đông Hy biết cậu em trai mình sẽ không chịu nổi cú sốc này mà ngồi một góc khóc thút thít. Anh đi đến cố gắng an ủi để xoa dịu nỗi buồn cho Hotae, thậm chí còn khen cậu khóc vì thua cuộc thực sự rất ngầu đó. Anh sẽ ở đây để Hotae trút bỏ hết tủi nhục, nên cậu cứ thoải mái mà bày tỏ với anh. Trên đường trở về, sau khi đã ổn định cảm xúc, Đông Hy liên tục gọi Hotae là đồ mít ướt để trêu chọc, mặc dù có cảm thấy muốn đấm anh vài cái. Nhưng nhìn lại được nụ cười của Đông Hy, Hotae liền cảm thấy mọi áp lực tan biến như ánh dương chiếu xuống mặt biển. Đông Hy mặc dù tỏ ra không quá quan tâm, nhưng lại lén dùng gương soi cậu em mình tập tạ, nhìn thân hình bóng bẩy thế kia ai mà chịu nổi cơ chứ. Hotae vừa quay ra, Đông Hy liền ngại ngùng gập vội chiếc gương lại, sau đó vào trong lấy sách vở, muốn đến nơi khác tự học cho tập trung. Hotae tò mò không chịu ở yên một chỗ, sau đó cũng thay đồ theo. Quả nhiên là hội trưởng hội học sinh lạm quyền chiếm dụng một phòng để học riêng như thế này thì chỉ có thể là Đông Hy. Hotae không hứng thú với việc học nên đi xung quanh lục lọi, suýt chút nữa thì vớ phải tài liệu bí mật của Đông Hy, làm anh phải giằng co gần chết. Hotae sau đó kiếm được một quyển sách trông rất thú vị, thế nhưng nội dung của nó lại là nếu không phải là người mà biến thành một con bọ thì sẽ như thế nào. Đông Hy đột nhiên hỏi Hotae, nếu như anh biến thành một con bọ thì anh có còn là Kim Đông Hy nữa không? Hotae đơ ngớ người, quả nhiên là tại vì mấy quyển sách này mà hai người họ mới cảm thấy xa cách, tại vì cứ suốt ngày đọc mấy cái kiểu triết lý như vậy nên Đông Hy mới trầm hơn. Hotae thì cho rằng dù có biến thành con bò hay con rán đi chăng nữa, thì đó cũng là con bọ Kim Đông Hy. Đông Hy chỉ khẽ mỉm cười nhìn Hotae, cứ thế Hotae ngủ thiếp đi trong khi Đông Hy hăng say học tập. Xong xuôi, Đông Hy đứng lên đi về còn không thèm gọi Hotae dậy, may mà Hotae tỉnh đúng lúc, không thì bị bỏ lại rồi,
hai người đang trên đường trở về thì bỗng gặp cơn mưa lớn. Bình thường là Đông Hy sẽ kiếm chỗ nào trú cho ngớt mưa, nhưng có Hô Tê bên cạnh, sức sống tuổi trẻ của anh như được bùng nổ, cả hai vui vẻ như những đứa con nít tận hưởng cơn mưa. Nhớ lại ngày xưa hai người cũng thường xuyên đi tắm mưa rồi về nhà bị mẹ mắng té tát, nhưng lẽ dĩ nhiên người bị mắng nhiều nhất lại là Hô Tê. Đang vui vẻ bỗng nhiên Đông Hy hỏi Hô Tê tại sao bây giờ lại không gọi anh là anh nữa, mà lại gọi như đồng trang lứa. Hô Tê không trả lời gì hết, nhưng thấy Đông Hy vụng về lại ra giúp anh vắt khô áo. Hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần bỗng nhiên thấy có chút rung động trong tim, có lẽ ở trong lòng Hô Tê không muốn coi Đông Hy là anh trai say hai nữa. Buổi tối, sấm chớp đùng đùng khiến cho Đông Hy khó ngủ, anh gặp ác mộng, trong cơn mơ bố liên tục mắng anh vì mắc một căn bệnh kỳ lạ, đố cả nhà là bệnh gì mà cậu bị bố mắng. Thì là căn bệnh khoái chơi BD chứ còn bệnh gì nữa. Đông Hy run rẩy trong màn đêm khiến Hô Tê tỉnh giấc, thế nhưng anh chỉ nói đó là chứng mất ngủ khi trời mưa, vì học sinh lớp 12 nên có rất nhiều áp lực khiến chứng này xuất hiện. Hô Tê nghe là biết sặc mùi nói xạo nên không nằm yên được, cậu quyết định lên giường của Đông Hy, nằm cùng anh để tạo cảm giác an toàn. Quả nhiên Đông Hy đã tiến sát lại gần người Hô Tê hơn để bám víu. Hô Tê hỏi Đông Hy tại sao lại mắc chứng này. Vì trước đây anh đâu có bị, nhưng biết sao giờ thời gian rồi sẽ thay đổi, ngay cả Đông Hy cũng thừa nhận rằng bản thân mình đang thay đổi. Mặc dù chỉ quay lưng lại thôi nhưng trong lòng Hô Tê bây giờ đang đánh trống dâm gian. Xem tí nữa là đã có cảnh lột đồ nhau rồi. Đông Hy tỉnh dậy nghĩ lại hơi thở đêm qua được che chở bởi Hô Tê cũng ngượng đỏ mặt. Hôm sau, khi đang cùng nhau phơi nắng ngoài hiên, Hô Tê bất ngờ hỏi tại sao Đông Hy không quen bạn gái. Cậu chỉ là tò mò nên mới hỏi chuyện này, thế nhưng Đông Hy không trả lời mà hỏi ngược lại Hô Tê, tại sao em cũng không quen bạn gái. Hô Tê nói mình chỉ muốn tập trung vào thể thao, bất giác Đông Hy lại buộc miệng nói, thật may mắn. Hô Tê không hiểu ý nghĩa câu nói may mắn của anh là gì nên cứ bứt rứt mãi, cậu điên cuồng bơi lội để giải tỏa tâm trạng, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Hô Tê vừa bước ra khỏi phòng tập thì gặp một bạn gái, bạn ấy lấy hết can đảm tỏ tình và Hô Tê không nghĩ nhiều đồng ý luôn. Tuy nhiên, cứ hễ đang hẹn hò với bạn gái mà thấy Đông Hy là anh sẽ bỏ ngay bánh bèo mà chạy theo Đông Hy. Đông Hy hỏi Hô Tê không phải là muốn tập trung vào thể thao sao? Sao đột nhiên lại thấy cậu quen bạn gái? Hô Tê cũng chẳng buồn đáp lại câu hỏi vô tri của Đông Hy. Cậu với bạn gái đang chuẩn bị đi hẹn hò thì Đông Hy nhắn nhờ mua trứng khi về, Hô Tê như vớ được đường lui, cứ thế chạy vội đi mua trứng bỏ mặc con bạn gái muốn làm gì thì làm đi, khiến cô bé rất tức giận, nhưng chỉ cần được nhìn thấy Đông Hy là Hô Tê cảm thấy bị ăn mắng là xứng đáng. Đông Hy cũng không hiểu rốt cuộc là Hô Tê đang nghĩ gì trong đầu, bởi vì anh đã tận mắt chứng kiến Hô Tê nhận lời tỏ tình của bánh bèo mà không một giây suy nghĩ. Buổi chiều hôm đó, Đông Hy đã suy nghĩ rất nhiều khiến anh không thể tập trung vào học. Buổi tối một mình lang thang trên đường về nhà, nhận được tin nhắn dục hối của Hô Tê anh cũng không thèm quan tâm. Chỉ là không ngờ Hô Tê lại dò được vị trí của anh, vừa gặp đã mắng Đông Hy, đúng là có biệt tài làm cho người khác phát điên lên. Thế nhưng Đông Hy cũng đang phát điên không kém về chuyện của Hô Tê, cả hai đều lo lắng cho nhau đến phát điên, nhưng cứ gặp nhau là cãi nhau không ngừng. Hô Tê tức giận vì gọi điện cho Đông Hy không được, sợ anh xảy ra chuyện gì. Đông Hy thì chỉ muốn cho Hô Tê một trận vì dám gọi mình như bạn bè ngang hàng, không có kính ngữ gì hết trơn hết trội. Chửi nhau ra giả là thế nhưng Hô Tê vẫn không thể giận dỗi nổi bộ mặt đáng yêu của Đông Hy, cậu kéo tay ông anh lôi về nhà, vừa đi vừa mắng như chồng mắng yêu vợ. Hô Tê dù có bận đến mấy cũng không bao giờ rời khỏi Đông Hy nửa bước, chỉ cần Đông Hy cần Hô Tê, cậu sẽ có mặt ở mọi nơi. Buổi đêm, Đông Hy không ngủ được nên ngắm nhìn gương mặt đầy sẹo của Hô Tê, sợ cậu sẽ thương tiếc và không thể tự chăm sóc cho bản thân, Đông Hy đã âm thầm ngồi dậy bỏ popper hit vào trong hộp bút của Hô Tê. Sáng hôm sau, khi Hô Tê tỉnh dậy thì đã không thấy Đông Hy đâu, cậu đi đến phòng hội thảo của trường để tìm anh. Nhìn thấy bảng tên của Đông Hy để quên ở trên bàn, Hô Tê thiếu điều muốn cho anh một trận vì tật hay quên. Cậu nhìn thấy quyển sách lần trước Hô Tê giấu mình đang ở trên mặt bàn nên tò mò mở ra xem, bên trong có rất nhiều tranh mà Đông Hy tự vẽ. Hô Tê lật đến trang cuối thì đứng hình vì người ông anh vẽ lại là mình, vậy là chứng tỏ Đông Hy đã thầm thương trộm nhớ cậu em nhỏ từ lâu rồi nhé. Đúng lúc này, Đông Hy bước vào hỏi về vết thương trên trán Hô Tê. Hô Tê lúc này vẫn còn cảm giác hồi hộp ngại ngùng vì vừa nhìn thấy tranh vẽ của Đông Hy, cậu hỏi Đông Hy tại sao lại thích vẽ tranh như thế, bình thường thường vẽ những cái gì. Đông Hy đoán ra được Hô Tê đã xem cuốn tập vẽ chân dung trai của mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, cho đến khi Hô Tê không nhịn được mà hỏi, tại sao anh lại vẽ em? Đông Hy nói rằng, bình thường anh vẫn hay vẽ những người có nét mặt hiểm ác giống Hô Tê để chui ẻo. Hô Tê quê sẽ liền, tỏ ra chỉ tò mò cho vui thôi. Buổi tối trên đường về, Đông Hy nói Hô Tê sau này không cần đợi anh cùng về nhà, có cậu bên cạnh, anh không tập trung học hành gì được hết á. Hô Tê bất ngờ hỏi lại, vậy đó có phải lý do mà anh không tới lễ tang của bố em không? Vào khoảnh khắc yếu đuối đau lòng như thế cậu đã đợi anh đến mòn mỏi. Chỉ là không ngờ hôm đó Đông Hy có đến dự lễ tang, rõ ràng đang là ngày đau buồn, nhưng khi nhìn Hô Tê chơi với lũ trẻ, anh lại có cảm giác rung động lạ thường, chỉ vì cảm xúc bất thường đó nên mới không có đủ can cảm đến trước mặt Hô Tê. Hôm nay, Đông Hy nói mình sẽ làm bố của Hô Tê, anh sẵn sàng làm mọi thứ để khiến Hô Tê trở nên vui vẻ hơn. Hô Tê nghe xong thì cảm giác trống rỗng trong lòng như được lấp đầy, cả hai lại vui vẻ nói chuyện suốt con đường về nhà. Hôm sau là sinh nhật của Đông Hy nên cả hai quyết định dành cả ngày cho nhau, mặc dù mùa đông không bơi được nhưng Đông Hy lại muốn cùng Hô Tê ra biển, bởi vì hồi bé mỗi cái sinh nhật, anh thường cùng bố mẹ ra biển chơi và có cảm giác rất thân thuộc với biển. Đúng lúc này mẹ của Đông Hy bất ngờ gọi điện cho anh kêu về nhà ăn canh rong biển. Vì hiện tại bố anh đang không có ở nhà,
Mặc dù không nỡ rời xa biển và Hô Tê nhưng cuối cùng mẹ vẫn chiến thắng. Buổi tối mẹ và Hô Tê đợi mãi không thấy Đông Hy quay về, mẹ ra bên ngoài ngóng thì lại thấy Đông Hy đang ngồi một góc sợ sệt với gương mặt đầy vết thương. U là trời, thì ra cậu lại bị ông bố đánh vì không bỏ được cái đam mê chơi BD. Hô Tê ở bên trong chuẩn bị sẵn bánh sinh nhật, vui vẻ hát mừng, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt của Đông Hy thì lập tức tức giận. Cậu vẫn không biết rằng vì bố Đông Hy thường xuyên đánh đập anh nên anh mới phải ở nhà cậu. Hô Tê chỉ muốn kiếm ra được đứa nào đã gây ra chuyện này, đám ăn hiếp vợ của anh hả? Anh sẽ đánh cho mày một trận má nhỉ không ra, nhưng mẹ lại không cho vì người đó là bố vợ mày đó thằng ngu. Cậu lấy chân nhẹ nhàng đắp cho Đông Hy với vẻ mặt tức giận, thậm chí còn muốn giết người gây ra chuyện này. Vì đã làm tổn thương Đông Hy, thế nhưng Đông Hy nói một câu cũng là bênh vực người đánh mình, hai câu cũng là bênh vực người đánh mình. Anh cho rằng người ta chỉ vì không còn cách nào khác nên mới làm chuyện này, nỗi đau trong lòng còn đau đớn hơn bên ngoài nhiều. Hô Tê tức điên lên mà không làm được gì, chỉ có thể tạm thời sát trùng vết thương cho Đông Hy. Đông Hy cuối cùng cũng không chịu được mà bật khóc thành tiếng nức nở trên vai Hô Tê. So với vết thương hiện diện trên người, vết thương trong trái tim Đông Hy mới xót xa hơn bao giờ hết. Hô Tê mặc dù đau lòng nhưng không thể thể hiện ra, đành quay mặt chịu đựng, tuổi 19 quá khắc nghiệt với Đông Hy rồi. Vì ngại ngùng mà hôm sau đi học, Hô Tê cứ bất giác mà trốn tránh không dám đi cùng Đông Hy. May mắn mới đuổi theo được đến trường thì Đông Hy lại nói mình cần xuống phòng y tế, hóa ra anh biết thừa Hô Tê sẽ tìm đến mình sau khi bị hai cô bạn gái cũ tổng tấn công. Cậu thường nhìn thấy Hô Tê thường xuyên bị thương, cái này không phải do bánh bèo đánh thì ai gây ra cơ chứ? Mà vừa lắm, ai biểu hẹn hò bánh bèo cho đã rồi thờ ơ chạy theo trai, kêu nó không đánh mới là lạ à nha. Đông Hy từng nói rằng mình sẽ thi vào trường y, thế nên cậu băng bó vết thương cho cậu em mới thuần thục như thế. Hai cô bạn gái vẫn chưa chịu buông tha Hô Tê, đuổi đến tận phòng y tế, mặc dù cửa khóa trái bên trong nhưng với chiêu thích kẹp ghim của phái nữ, phát một là mở được. Hô Tê vội vàng kéo Đông Hy vào trong rèm để trốn, hai người áp sát vào nhau nín thở không dám phát ra tiếng. Đến khi nữ sinh kia chuẩn bị kéo rèm, Hô Tê áp người Đông Hy dính chặt vào tường không buông. Cho đến khi hai nữ sinh kia rời đi, cậu vẫn không ra ngoài. Hô Tê hỏi Đông Hy đã từng hôn ai bao giờ chưa. Vì cậu muốn thử cảm giác hôn với người mới quen, Đông Hy ngượng đỏ mặt, không biết phản ứng thế nào, trả lời đã từng hôn rồi. U là trời, Hô Tê giật bắn mình, bắt đầu cho hỏi ông anh đã hôn ai, ở đâu, như thế nào. Thấy Đông Hy cứ cúi gằm mặt không nói gì, Hô Tê bắt đầu ngại ngùng nhờ ông anh hãy chỉ mình cách hôn, với lý do là để lần sau khi hôn người khác không bị bỡ ngỡ. Đông Hy liền đứng hình, không nghĩ rằng chuyện như thế mà Hô Tê cũng nói ra được. Hô Tê lại càng kiên quyết hơn, cho rằng chỉ giống như cọ môi lên tường thôi. Đông Hy liền mắng cậu bị hâm, nếu muốn như thế thì phải gọi anh ấy là anh, không ngờ thách phải thằng liều, vì nụ hôn với trai mà Hô Tê gọi Đông Hy là anh luôn. Đông Hy ngượng ngùng ngước lên nhìn vào đôi mắt Hô Tê, sau đó anh nhẹ nâng cằm Hô Tê lên, từ từ tiến lại gần, cứ thế hai người hòa vào làm một, trao nhau nụ hôn ngọt ngào mùi nước miếng thủng thủng. Nếu không có tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, chắc nụ hôn này sẽ không hồi kết. Tim của Hô Tê suýt thì nổ tung thành nhiều mảnh vì quá sướng, cảm giác được chơi BD với trai vẫn là tuyệt vời nhất. Đông Hy mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng ở trên lớp cậu không ngừng nghĩ đến chuyện này, Hô Tê đến tìm thì lại không thấy anh đâu. Cậu một mình trên đường về nhà, liền gọi cho ông anh, vậy mà lại thấy Đông Hy lững thững một mình đi theo sau. Hô Tê tức giận hỏi Đông Hy tại sao lại xin về sớm và đã làm gì cho đến tận bây giờ. Đông Hy không muốn trả lời thằng đệ mà ra vẻ lạnh lùng với Hô Tê. Hô Tê lập tức tức giận, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Đông Hy, hỏi mình nên làm gì để có đủ tư cách nghe tất cả mọi chuyện về anh. Trước ánh mắt chân thành đó, Đông Hy lại chỉ chú ý đến đôi môi của Hô Tê, khiến bản thân ngượng tím mặt. Cả đoạn đường Hô Tê cứ lẽo đẽo theo sau, liên thuyên nói mình sẽ không bao giờ rời xa Đông Hy, hỏi anh xem liệu họ có chơi với nhau được đến mấy chục năm sau nữa không, bây giờ làm gì để Đông Hy thoải mái Hô Tê cũng sẽ làm hết. Đông Hy cảm thấy phiền phức như nuôi thêm một đứa con nhỏ vậy, thế nhưng cũng không có cách nào chối từ sự ấm áp Hô Tê dành cho mình. Đông Hy đến phòng tự học, thấy Hô Tê chăm chỉ liền bất ngờ. Hóa ra Hô Tê là biết Đông Hy dự định sẽ học đại học ở đây nên mới cố gắng như vậy, biết đâu hai người sẽ ở với nhau đến hết cả đại học. Chẳng mấy chốc mùa đông cũng đến, hai cậu trai trẻ vui vẻ chuẩn bị lò sưởi để quây quần bên nhau đọc sách. Hô Tê đút cho Đông Hy một miếng cam rồi không may chạm vào đôi môi mềm mại của anh. Cậu không nhịn được, năn nỉ Đông Hy hãy chỉ cho mình thêm một lần nữa cách hôn, rồi chủ động áp sát vào người Đông Hy hôn cuồng nhiệt đến mức Đông Hy không kịp phản kháng. Càng lúc không khí càng nóng lên, biểu hiện của Hô Tê như phát điên, chỉ muốn hiếp cho bằng được ông anh đang nằm dưới. Đông Hy liền dùng hết sức bình sinh đẩy Hô Tê ra ngoài với vẻ mặt ngỡ ngàng pha một chút tiếc nuối. Có lẽ thời điểm này chưa thích hợp lắm thỏa mãn nhu cầu sinh lý, thôi thì hẹn dịp khác vậy. Hôm sau Đông Hy đi học mà không thèm đoái hoài đến Hô Tê, anh nhận được tin nhắn trúng tuyển từ Đại học Seoul thì băn khoăn mãi. Dự định ban đầu của anh là học y ở đây nhưng bây giờ có vẻ đã lung lay, Đông Hy nói với bạn rằng có lẽ sau này sẽ rất hối hận, nhưng nếu học đại học ở Seoul thì sẽ có nhiều người cảm thấy hạnh phúc hơn. Lúc này, Hô Tê tìm đến lớp nhưng Đông Hy lại gục ngay xuống bàn không muốn tiếp chuyện. Sau buổi học, anh đến phòng tự học ngồi rất lâu không chịu về. Hô Tê ở nhà sốt ruột đợi mãi đến tận khuya, cuối cùng tắt đèn thì Đông Hy mới về, thế là đêm hôm đó hai người không gặp nhau. Hôm sau, Đông Hy đã ra ngoài từ sớm, đến chỗ mẹ Hô Tê để giúp đỡ, hai người ngồi dưới ánh bình minh trò chuyện với nhau rất nhiều. Kể từ ngày bạn thân của mình sinh ra một bé trai kháu khỉnh, mẹ Hô Tê đã rất vui mừng. Đứa bé đó ăn cũng thấy rất đáng yêu, khóc cũng đáng yêu, thậm chí là đi vệ sinh cũng thấy rất đáng yêu,
nói chung là cái quần gì cũng đáng yêu hết á. Bà biết cuộc sống này không dễ dàng nên luôn hy vọng đứa bé đó hãy nở nụ cười thật nhiều, vậy nên dù Đông Hy có làm chuyện gì đi chăng nữa thì bà ấy cũng sẽ không bao giờ ghét cậu được. Nhận được tình yêu to lớn từ mẹ Hô Tê, Đông Hy luôn cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là sắp tới họ không thể gặp nhau nhiều như trước nữa. Đông Hy nói với dì, tức là mẹ chồng tương lai, rằng mình sẽ lên Seoul để học đại học, anh rất biết ơn những gì mà dì đã làm cho anh. Buổi tối, khi ánh đèn đã tắt, Đông Hy mới chịu vào nhà, anh không ngờ Hô Tê đã cố tắt đèn sớm để Đông Hy không tránh mặt được. Đông Hy đứng ngây người một lúc rồi kêu Hô Tê mau vào nhà, đừng để bị cảm lạnh. Hô Tê liền hét lớn, nói xin lỗi Đông Hy, hứa lần sau sẽ không phạm lỗi như thế nữa, thế nhưng Đông Hy không thèm đáp lại mà đi thẳng vào trong phòng. Nhìn Hô Tê bứt rứt bên ngoài cửa, Đông Hy cũng không còn cách nào khác, nếu như anh không thích Hô Tê thì mọi chuyện có lẽ đã được giải quyết dễ dàng hơn rồi. Hôm sau, khi đang ở hồ bơi nghỉ ngơi tập luyện, Hô Tê bất ngờ nhận được tin nhắn rủ đi cà phê của Đông Hy. Cậu lập tức lao như bay tới trong 1 phút 30 giây với một nhánh hoa hướng dương, Đông Hy còn tưởng cậu nhặt rác ngoài đường về. Không ngờ Hô Tê lại có tâm hồn mỏng manh đến mức tự mình mua hoa đến, Đông Hy khẽ mỉm cười cúi xuống thưởng hoa sau đó cảm ơn Hô Tê vì đã tình ý. Hai người cùng đi dạo trên biển, Hô Tê rất vui vẻ vì nghĩ rằng Đông Hy đã chịu tha thứ lỗi lầm cho mình. Nếu như Đông Hy không tức giận nữa thì cậu sẵn sàng làm mọi thứ để Đông Hy vui. Hô Tê choàng cho anh một chiếc khăn, sau đó năn nỉ anh cùng đi đến cuối đường biển và chụp một tấm hình. Cùng với tiếng sóng đánh êm dịu giữa mùa đông lạnh giá, hai cậu thiếu niên như tìm lại được sức sống thanh xuân của mình, vui vẻ nô đùa. Sau đó hai người đến khung ảnh chụp thường niên của khách du lịch, cả hai cùng nhau chụp một tấm hình lưu lại kỷ niệm đẹp của mùa đông, sau đó cùng nhau đến tiệm sách. Một cậu bạn để ý thấy khăn của Hô Tê làm rơi nên tới nhặt giùm, vừa nhìn thấy Hô Tê trái tim cậu trai trẻ đã đập loạn nhịp lên, đứng hình mất 5 giây. Nhìn thấy vậy Đông Hy liền đi tới cảm ơn vội vàng, để cắt đứt cái con trà xanh không độ trá hình này, anh mắng sắc mặt của Hô Tê quá giống côn đồ nên mới khiến người khác sợ như vậy. Đông Hy đi chọn sách một hồi quay lại đã thấy Hô Tê ngủ ngon lành trên ghế, anh mỉm cười kéo ghế đến ngồi cạnh, nhìn thấy tin nhắn hối thúc hẹn hò của một bạn nữ nào đó trên điện thoại Hô Tê. Đông Hy lập tức xóa đi rồi tắt nguồn, cũng tắt nguồn luôn điện thoại của mình để có thể trân trọng giây phút hiện tại. Anh đan ngón tay mình vào tay Hô Tê rồi mỉm cười đầy hạnh phúc, có lẽ đây là giây phút ấm áp lâu lắm rồi mà Đông Hy mới tìm lại được. Buổi chiều tắm xong, Hô Tê thấy Đông Hy dọn sách vở như sắp chuyển nhà thì tò mò, nhưng nghĩ lại, thi đại học xong rồi thì dọn dẹp là chuyện đương nhiên. Đông Hy nói Hô Tê tối nay có thể ngủ lại ở phòng anh, Hô Tê phấn khích không thèm sấy tóc mà nằm luôn cho ấm chỗ. Đông Hy 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, lại phải tự tay sấy tóc cho cậu em, Hô Tê vui vẻ nói ngày mai sẽ lại đợi Đông Hy đi về chung. Thế nhưng cậu đứng đợi bao nhiêu người đi qua vẫn không thấy Đông Hy đâu, cho đến khi tất cả đều về Đông Hy mới từ chiếc ô tô đối diện đường đi xuống. Anh mỉm cười đứng trước gương mặt thất thần của Hô Tê, cuối cùng cũng nói chuyện mình sẽ đến Seoul học và sẽ không trở về trong vài năm nữa. Hô Tê lập tức mất bình tĩnh vì nghĩ rằng tại hành động của cậu nên Đông Hy mới chọn rời đi. Đông Hy vẫn cười đầy ấm áp nói rằng con người ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, và đó hoàn toàn không phải là lỗi của ai cả. Anh dang rộng hai tay ôm lấy Hô Tê thật chặt, sau đó đưa cho cậu một tuýp thuốc bôi vết thương, hy vọng sau này Hô Tê có thể tự mình chăm sóc thật tốt cho bản thân. Đông Hy quay lưng bước đi đầu không ngoảnh lại, nhưng bao nỗi buồn đều bộc phát hết ra ở trên xe. Anh không biết hôm đó ở tiệm sách Hô Tê đã tận hưởng tình cảm của anh hạnh phúc đến mức nào. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc Đông Hy cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết. Giữa mùa đông lạnh giá, Hô Tê chỉ có thể đắm mình trong bể nước để tạm ngưng đọng khoảng thời gian khó khăn này. Cậu đến phòng tự học như mọi khi, Đông Hy liền mắng cậu tại sao lại đến trễ như vậy. Hô Tê không kiềm nổi tức giận chạy đến túm lấy cổ áo Đông Hy chất vấn thật nhiều. Cậu còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, tại sao Đông Hy nói thích cảm giác ở đây mà lại rời đi? Tại sao đã hứa rằng sẽ ở bên cạnh cậu cả đời mà lại rời đi? Thế nhưng tất cả còn lại trong ký ức của Hô Tê giờ chỉ là ảo ảnh, sự thực Đông Hy đã không còn có thể giải đáp cho Hô Tê nữa rồi. Cậu đau đớn gục ngã, cầm quyển sách vẽ tranh của Đông Hy lên hoài niệm, lại thêm nhiều bức chân dung nữa về mình mà lần đầu tiên Hô Tê được nhìn thấy. Cảnh hai người đứng cạnh bên nhau được viết là ánh dương, rồi cả bức chân dung Hô Tê tập luyện hay ngủ gục trên bàn, tất cả đều được Đông Hy lưu giữ lại một cách chân thực. Nhìn nét mặt mình đằng trước ánh dương của bông hoa mình tặng Đông Hy, Hô Tê dường như phát điên lên nhất thời không kiểm soát được cảm xúc. Một mình anh lái mô tô tốc độ cao trên đường, chạy mọi ngóc ngách để tìm kiếm ánh sáng, cuối cùng lại nằm ngã trên con đường của kỷ niệm. Đông Hy lên Seoul ngồi một mình ngắm đường hoa anh đào nở thì nhận được điện thoại của dì, con tưởng hàng quán của dì ế nên được nhớ đến. Không ngờ lại nhận tin dữ, Hô Tê do lái xe ẩu trong lúc tâm trạng không ổn định nên đã nhập viện. Đông Hy lập tức gọi điện cho cậu em. Vừa Ani Ong Ha Seo, cậu đã mắng Hô Tê không nghe lời mình dặn. Vậy mà Hô Tê lại tự hào vì nhờ có như vậy nên mới được Đông Hy chủ động gọi điện tới. Hô Tê hỏi Đông Hy có phải Seoul rất vui không, mà không thèm gọi điện về một lần. Hiện tại, Hô Tê đang rất đau, kể cả thể xác lẫn tinh thần. Chân cậu đã bị gãy đến mức bác sĩ nói rằng cậu không thể tiếp tục bơi được nữa. Thế nhưng Hô Tê lại tỏ ra mình ổn và nói Đông Hy đừng nghiêm túc quá, cứ cười lên đi. Có lẽ Đông Hy cũng không hiểu bản thân anh là một người rất dịu dàng và hay cười. Anh đã che giấu nụ cười của mình quá lâu khiến cho Hô Tê cũng phải đau lòng. Đông Hy không hiểu nổi ở trong tình trạng như bây giờ rồi mà Hô Tê vẫn còn lo đến cảm xúc của mình như vậy. Cả hai đều nhớ đối phương rất nhiều, lo cho nhau rất nhiều, nhưng đều cố gắng gượng để không khiến người còn lại phải lo. Suy cho cùng bây giờ khoảng cách của bọn họ cũng không còn được như trước nữa. Hô Tê không biết ngay khi nhận được tin,
Đông Hy đã vội vã về lại gần cậu rồi, vẫn như xưa chỉ khi đèn đã tắt đi, Đông Hy mới dám đến gần Hô Tê để nói ra lòng mình. Vài năm sau, khi ra trường, Đông Hy quyết định quay trở về quê nhà để tìm mặt bằng kinh doanh, cùng lúc đó Hô Tê cũng đang làm việc ở gần bãi biển mà cậu cùng Đông Hy yêu thích. Cứ mỗi khi tan làm, Hô Tê sẽ một mình ra khung ảnh cũ ngồi hoài niệm về quãng thời gian tươi đẹp, trùng hợp cùng nhịp đập của anh. Đông Hy cũng không ngừng dạo bước quanh bãi biển để dẫm lên những vết chân tuổi trẻ, cứ ngỡ rằng những ngày tháng tươi đẹp đó chỉ đến một lần và không quay lại. Không ngờ khi Đông Hy giơ tấm hình của quá khứ áp vào hiện tại, con người lại vẫn còn ở đó. Hô Tê dịu dàng đứng từ xa nở một nụ cười ấm áp chào đón. Đông Hy như tìm được về căn nhà ấm áp ẩn sâu trong đôi mắt của Hô Tê, có lẽ khi giây phút bọn họ vô tình chạm nhau trên đường đời, một sợi dây tơ hồng mới chắc chắn đã được hình thành và ràng buộc hai đứa bền chặt hơn xưa chăng. Hãy like và đăng ký kênh để xem tiếp nhiều phim đam mỹ hay khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.